đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân viêm tấy sau tai nạn sinh hoạt, trong đó có 2 trường hợp đặc biệt nổi bật. Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân NTP, sinh năm 1958, vào viện với chẩn đoán viêm tấy môi trên do dị vật, tăng huyết áp, đái tháo đường. Theo lời kể của bệnh nhân bị sưng nề tế bào vùng môi trên sau khi bị mảnh sắt bám vào trong lúc lao động. Bệnh nhân đã nhập viện tuyến dưới điều trị kháng sinh và trích rạch vùng gót mép. Tuy nhiên, sau khi trích rạch, tình trạng viêm tấy không cải thiện, bệnh nhân được chuyển lên Trung tâm phẫu thuật tạo hình sọ mặt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây, các bác sĩ đã hội trần, quyết định phẫu thuật lại mục đích nạo vét, dẫn lưu toàn bộ dịch mù còn lại để kiểm tra lấy bỏ dị vật vết thương. Sau mổ, bệnh nhân được điều trị tích cực, điều chỉnh huyết áp và đường huyết về giới hạn bình thường, sử dụng kháng sinh theo phác đồ điều trị, thay băng bơm rửa vết mổ 2 lần một ngày. Khi tình trạng vết mổ sạch, các bác sĩ đã tiến hành khâu thưa vết mổ, đồng thời tiếp tục điều trị kháng sinh, điều chỉnh đường huyết. 20 ngày sau mổ, bệnh nhân được ra viện với tình trạng vết thương hoàn toàn ổn định. Trường hợp thứ hai là bệnh nhân PTH, sinh năm 1998. Bệnh nhân vào viện với chẩn đoán viêm tấy hàm trên bên trái sau chấn thương do tai nạn sinh hoạt. Theo lời kể của bệnh nhân, khi đang di chuyển vô tình đập mũi vào cánh cửa kính. Khoảng vài tiếng sau, vị trí rãnh mũi má trái sưng nề, tấy đỏ, mặc dù không chảy máu, không xuất hiện vết thương ngoài da. Đến ngày thứ hai, vị trí rãnh mũi má sưng nề tăng, bệnh nhân tự bôi mặt gấu ngoài da. Đến ngày thứ 6, tình trạng sưng nề tăng lên nhiều hơn, đồng thời tăng cảm giác đau, khiến bệnh nhân không thể chịu đựng được và đã buộc phải vào viện tuyến dưới khám và được kê đơn thuốc về uống giảm nề. Tuy nhiên, sau khi uống thuốc, tình trạng viêm tấy không thuyên giảm. Tại vị trí lợn dính hàm trên bên trái có nhiều dịch mù, màu nâu vàng, hôi chảy xuống miệng. Bệnh nhân được chuyển tới khoa phẫu thuật tạo hình sọ mặt, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Các bác sĩ đã khám vị trí lợn dính hàm trên bên trái, răng 2.1, 2.2 sưng nhẹ, chảy ít dịch và cho chỉ định chụp CT khám chuyên khoa răng. Sau khi khám chuyên khoa, bệnh nhân được chẩn đoán răng 2.1 viêm quanh cuống do mủ ngách tiền đình, được điều trị tủy răng, sử dụng kháng sinh tích cực, phối hợp với thuốc chống viêm đường tĩnh mạch, đồng thời được các điều dưỡng hỗ trợ, hướng dẫn chăm sóc răng miệng tích cực hàng ngày. Sau 5 ngày điều trị, tình trạng tại chỗ của bệnh nhân đã tiến triển tốt, tình trạng sưng nề đã giảm nhiều, vị trí răng 2.1 không còn dịch mù, tiếp tục được điều trị tủy răng. Theo các bác sĩ, viêm tấy hàm mặt là tình trạng viêm mô tế bào hoại tử, lan rộng không giới hạn, với những biểu hiện nhiễm trùng, nhiễm độc nặng nề, diễn biến rất nhanh chóng, nguy cơ tử vong cao nếu không điều trị kịp thời. Bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể diễn biến nhanh chóng khiến bệnh nhân bị nhiễm độc, nhiễm trùng huyết, nghẹt thở, do nề thành môn hay nhiễm độc hàng tủy, nhiễm trùng trứng thắt, có thể dẫn tới tử vong. Rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm trùng vùng hàm mặt đều đến muộn bởi chủ quan cứ nghĩ là bệnh lý thông thường, tự ý mua thuốc về uống. Nhiều trường hợp dẫn đến bệnh viện muộn, bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm. Chính vì vậy, khi có những biểu hiện bất thường vùng hàm mặt, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và chữa trị kịp thời. Chấn thương vùng hàm mặt là một loại chấn thương nguy hiểm gặp ở vùng mặt do một số nguyên nhân như tai nạn, hỏa khí hay va chạm. Tùy nguyên nhân, tính chất và mức độ tổn thương, chấn thương hàm mặt được chia làm nhiều loại khác nhau. Chấn thương hàm mặt do tai nạn trong sinh hoạt hay lao động, tai nạn giao thông, trong quá trình tập luyện thể thao. Chấn thương hàm mặt do hỏa khí bao gồm đạn súng hoặc những mảnh vỡ của lựu đạn, bom mìn. Chấn thương hàm mặt do hỏa hoạn, gây bỏng hoặc có nổ. Theo tính chất và mức độ tổn thương được chia thành chấn thương phần mềm hàm mặt, vết xê xát và đụng dập, vết thương rách da, vết chấn thương ở vùng hàm mặt xuyên qua da, mất mô, vết thương tạo vạt lật có chân môi, vết thương gây tổn khuyết ở phần mềm. Chấn thương vùng hàm mặt liên quan đến xương bao gồm gãy xương hàm mặt hoặc mất đoạn xương, chấn thương hàm mặt diện rộng, gây tổn thương hoặc gãy nhiều xương cùng một lúc. Biến chứng do chấn thương vùng hàm mặt bao gồm ngạt thở cấp, chảy máu cấp tính và nhiễm trùng vết thương, rò nước bọt. Một số chấn thương phần mềm hàm mặt đã gây sẹo xấu ảnh hưởng đến chức năng thẩm mỹ. Gãy xương hàm mặt không được điều trị kịp thời có thể gây biến dạng mặt. Sốc do chấn thương vùng hàm mặt. Viêm nhiễm vùng hàm mặt phần lớn là do viêm nhiễm răng, nhất là răng hàm dưới, có thể là do sâu răng không được chám, do tai nạn sinh hoạt. Sau khi nhổ răng bị nhiễm khuẩn vết thương, các chấn thương vùng hàm mặt như gãy xương hàm, gãy hở, các vết thương phần mềm, dập nát. Thêm vào đó, vi khuẩn trong môi trường răng miệng rất phong phú, gặp dịp sẽ phát bệnh. Đặc biệt, bệnh dễ phát triển trên cơ thể con người có sức đề kháng yếu, người nghiện rượu bia, đái tháo đường. Diễn biến và triệu chứng của bệnh bao gồm bệnh tiến triển qua 3 giai đoạn. Khởi đầu là viêm tấy, đến ngày thứ 2 và thứ 4 hình thành những ổ hoại tử, ngày thứ 5 và thứ 6 hình thành dịch thối, nâu sẫm dọc theo mạch máu, có thể hình thành các ổ mủ nhỏ trong căn cơ. Triệu chứng biểu hiện ra ngoài bao gồm miệng sưng thành khối bao gồm vùng dưới hàm hai bên và vùng dưới cằm, sâu lan rộng ra phần dưới má và xuống vùng cổ. Trong miệng sẽ sưng to hai bên ở vùng dưới lưỡi, niêm mạc miệng màu đỏ tím, có phủ màu màng trắng giả. Mù lúc đầu chỉ giải rác, đục, có khi hơi thối, có những thành phần vụn hoại tử, sau đó mù có thể trở thành màu xanh lục. Bệnh nhân khó nhai, nuốt, nói chuyện, chảy nhiều nước bọt, có mùi hôi, sốt cao, mệt, khó thở và nôn mửa. Bệnh nếu không điều trị kịp thời có thể diễn tiến nặng nhanh chóng, khiến bệnh nhân bị nhiễm độc, nhiễm trùng huyết, nghẹt thở, do nề thành môn hoặc nhiễm độc hành tủy. Bệnh nhân cũng có thể bị nhiễm khuẩn trùng thắt và dễ dẫn tới tử vong. Một số tổn thương thường gặp bao gồm do áp xe quanh răng, phần lớn do tủy chết hay tủy bị hoại tử. Áp xe hình thành ngay sau khi tủy bị tổn thương hay một thời gian bị sang chấn, áp xe tụ quanh chóp, nhưng có thể tiến triển dưới màng xương, trên màng xương và phần mềm. Áp xe quanh chóp răng thường bắt đầu tại vùng quanh chóp răng, giai đoạn cấp tính của bệnh nhân sẽ sốt, sưng to quanh vùng chân răng đau. Bệnh nhân trong trường hợp này cần phải xúc miệng nước ấm, đắp gạc ấm, dùng kháng sinh theo đúng chỉ định của bác sĩ. Nếu áp xe đã hình thành, cần rạch dẫn lưu áp xe. Một nguyên nhân khác có thể là do áp xe quanh thân răng, thường liên quan đến thời kỳ mọc răng khôn dưới hàm dưới hoặc gây áp xe thân răng với những triệu chứng điển hình là viêm hạch, co khít hàm, đau ở vùng răng số 8 dưới. Lúc đó bệnh nhân thường có biểu hiện sốt, khó nuốt, sưng nề ở vùng hàm dưới và vùng amidan, bên hầu và rất đau. Lúc này, bác sĩ răng hàm mặt sẽ có những chỉ định thích hợp tùy từng trường hợp. Một yếu tố nguyên nhân khác có thể kể đến như do áp xe tổ chức quanh răng, do viêm quanh răng mãn tính như răng chết tủy hoặc răng trần khớp cắn. Nhiễm khuẩn bắt đầu từ lợi lan xuống một hoặc nhiều chân răng, gây áp xe quanh chân răng với những triệu chứng đau dữ dội, niêm mạc và màng xương quanh chân răng bị viêm, lợi bị bong ra. Bác sĩ có thể chỉ định nhổ hoặc điều trị bảo tồn tùy trường hợp. Bệnh có những đặc điểm hoại tử lan rộng, không giới hạn vùng sàn miệng, có thể lan xuống trung thất. Tình trạng viêm tấy, nhiễm khuẩn gây ra do cả vi khuẩn ưa khí và kỵ khí phối hợp, do đó tình trạng toàn thân rất nặng và tỷ lệ rất xấu. Hầu hết các nhiễm khuẩn từ các chân răng hàm lớn dưới trên bệnh nhân đái tháo đường có suy giảm hệ thống miễn dịch, rất dễ lây lan qua xương hàm, vào sâu sàn miệng, từ đó qua mô tổ chức dưới da, vùng cổ lan xuống trung thắt. Ngoài nguyên nhân từ răng, viêm tấy lan tỏa sàn miệng còn do viêm cấp áp xe hóa tuyến nước bọt hàm dưới, viêm hoại tử hạch bạch huyết dưới hàm. Biểu hiện toàn thân, trong những ngày đầu bệnh nhân sẽ sốt cao 39-40 độ C, sau đó sẽ hình thành nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, tiểu ít. Bệnh nhân có thể kích thích vật vã, khó thở, khó nuốt, hơi thở giật hôi. Các xét nghiệm cho thấy bạch cầu tăng cao, đặc biệt là bạch cầu đa trung tính, có những rối loạn chức năng gan và thận, cấy máu thể dương tính nếu vi khuẩn đã nhiễm vào máu. Triệu chứng tại chỗ sẽ bao gồm sưng to vùng hàm dưới miệng, một sàn sau đó lan xuống bên đối diện. Vùng sưng có thể lan rộng lên má, mang tai, thái dương xuống cổ ngực. Theo các bác sĩ, việc điều trị sẽ bao gồm điều trị tại chỗ, phẫu thuật rạch mổ ổ dẫn lưu, càng sớm càng tốt. Đường rạch dưới da, góc hàm bên này sang góc bên kia theo kiểu hình móng ngựa, làm thông giữa những vùng với nhau, rửa sạch ổ áp xe, lấy tổ chức hoại tử, sau đó đặt dẫn lưu to qua đường rạch. Bên cạnh đó có thể rửa nhiều lần trong ngày bằng huyết thanh mặn, sẽ giải quyết nhổ răng hoặc những nguyên nhân khác về sau. Điều trị các bệnh lý về vùng miệng và các bệnh lý rối loạn chuyển hóa như đái tháo đường để dự phòng bệnh. Nếu thấy những dấu hiệu biến chứng của bệnh viêm tấy sàn miệng lan tỏa, cần để đến ngay cơ sở y tế có chuyên môn để điều trị. Tuyệt đối không được điều trị tại nhà, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Rất nhiều bệnh nhân viêm nhiễm vùng hàm mặt đều đến muộn bởi chủ quan cứ nghĩ là bệnh lý thông thường, tự ý mua thuốc về nhà uống. Nhiều trường hợp ra đến bệnh viện rất muộn, bệnh nhân bị biến chứng nhiễm trùng máu rất nguy hiểm. Chính vì thế, khi thấy những dấu hiệu bất thường ở vùng hàm mặt, cần phải đến ngay cơ sở y tế để khám và chữa trị kịp thời.